quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh ca nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chín Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Tịnh Tông Học Viện Úc Châu. Thời gian: ngày 15 tháng 5 năm 2010. Chuyển ngữ: Tử Hà, Dạo Chánh, Bình Minh. Tập 40. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang thứ 42, dòng thứ hai, từ dưới lên. Chúng ta học từ câu thứ hai. Hữu Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới Kinh Văn, Bồ Tát Liễu Tri, Chư Phật Cập Nhất Thiết Pháp Giai Duy Tâm Lượng, Đắc Tùy Thuận Nhẫn, Hoặc Nhập Sơ Địa, Xả Thân Tốc Sanh Diệu Hỷ Thế Giới, Cực Lạc Tịnh Phật Độ Trung. Ngày hôm qua chúng ta học đến đoạn này, hết giờ nên không thể giảng giải kỹ được. Đoạn kinh ngắn này thôi, nhưng rất quan trọng. Bồ Tát Liễu Tri, liễu là hiểu rõ, tri là biết. Chỗ này trong Phật Pháp gọi là khai ngộ. Nhưng mà ngộ có giải ngộ và chứng ngộ. Giải ngộ thì có thể đạt được cảnh giới này, gọi là thâm nhập kinh tạng, trường thời huân tu. Ở trong đây cũng có hai trường hợp, đều đạt được lợi ích. Hạng thứ nhất là đọc qua nhiều, bác học đa văn. Thời đại hiện nay hạng người như thế rất nhiều. Phật giáo Đại Thừa, bát tông phái phổ biến xem qua. Nhưng cần có thời gian, cũng cần phải có thầy hay hướng dẫn. Người này đối với cảnh giới của chư Phật Như Lai có thể hiểu được, đây thuộc về giải ngộ. Bản thân không đạt được thọ dụng giống như Pháp Thân Bồ Tát. Phương thức thứ hai là nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Hạng người này
thời gian học một bộ kinh, tu tập một pháp môn rất dài, chắc chắn có thể được tam muội. Tam muội thì hàng phục được phiền não, được tự tại, được khai trí huệ. Công phu tam muội sâu dày thì hốt nhiên được đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đó là vị này chứng ngộ, hoàn toàn khác với cảnh giới giải ngộ. Người này thật sự siêu việt lục đạo, siêu việt thập pháp giới, được thọ dụng thật sự. Hai hạng này đều có thể liễu tri. Liễu tri điều gì? Chư Phật gặp nhất thiết, pháp dài duy tâm lượng. Ngày nay các nhà khoa học nói là lượng tử lực học. Rất tương ưng với câu kinh văn này. Lượng tử là gì? Là một điểm ánh sáng cực kỳ vi tế. Điểm ánh sáng này từ đâu mà có? Từ chấn động mà có. Nó không phải là tỉnh, nó là động. Giống như tia sáng, từng tia từng tia. Tốc độ của nó rất nhanh. Một tia sáng chính là một hiện tượng lượng tử. Cái này giống như một ý niệm nói trong kinh điển Đại Thừa. Ý niệm cực kỳ di tế. Trong kinh Nhân Vương, Đức Phật có dạy rằng một khẩy móng tay có 60 sát na. Một trong 60 phần trong một khẩy móng tay gọi là một sát na. Một khẩy móng tay có 60 sát na. Trong một sát na có 900 sanh diệt. Nói cách khác, lượng tử thấy ánh sáng của tia sáng, một sát na có 900 lần ánh sáng. Trong ánh sáng đó có hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất. Khi không mê thì hiện tượng tinh thần là kiến văn giác tri. Khi mê thì gọi là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức chính là kiến văn giác tri. Mê ngộ bất tương đồng. Trong kiến văn giác tri chẳng những không có phân biệt chấp trước, mà ngay cả khởi tâm động niệm cũng không có. Trong tự tánh vốn sẵn có, không hề có sanh diệt. Khi mê, hiện tượng này gọi là A Lại Gia, gọi là vọng tâm. Có sanh diệt. Thời gian sanh diệt rất ngắn. Các nhà khoa học phát hiện được rồi. Chúng ta học đến đoạn Đức Thế Tôn đối thoại với Di Lặc Bồ Tát thì nói càng rõ hơn. Di Lặc Bồ Tát nói một khẩy móng tay, một khẩy móng tay có 32 ức bá thiên niệm.
Ngài không nói đến sát na, cũng không nói đến sanh diệt. Một khẩy móng tay có 60 sát na. Một khẩy móng tay 900 sanh diệt vẫn chưa gọi là nhiều, chưa nhiều bằng Di Lặc Bồ Tát nói. Di Lặc Bồ Tát nói một khẩy móng tay có 32 ức bá thiên niệm, có nghĩa là chúng ta tính ra thì bằng 320 triệu. Một khẩy móng tay có 320 triệu niệm, đó chính là điểm sáng mà trong lượng tử lực học thấy được. Mỗi điểm sáng đều là độc lập, ánh sáng này diệt, ánh sáng kia sanh. Các nhà khoa học suy nghĩ cũng rất có lý. Sau khi tia sáng phía trước diệt rồi, tia sáng phía sau lại tiếp tục, ở giữa nhất định có khoảng trống. Vi tế hơn nữa thì ở giữa cũng vẫn còn có khoảng trống, không thể không có khoảng trống. Giống như thước phim của máy chụp hình vậy, khi đặt vào máy chiếu để mở ra cũng là ống kính đóng mở, mở là sanh, đóng là diệt. Giữa sự đóng mở của mỗi tấm hình chắc chắn ở giữa có khoảng cách, nhưng mà cự ly của mỗi khoảng cách này quá ngắn, nhục nhãn của chúng ta không thể phân biệt kịp, thì nó đã tiêu mất rồi. Nhưng chắc chắn là có. Cho nên tất cả đều là tâm hiện thức biến. Chư Phật Như Lai, tất cả vạn pháp, chân tướng là gì? Chân tướng là tâm hiện thức biến. Hiểu rõ chân tướng sự thật này rồi, cho nên Bồ Tát chứng được tùy thuận nhận. Nhẫn là gì? Nhẫn là định. Nhẫn là tam muội. Nhẫn là không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước. Nhất thiết vạn pháp. Vô lượng vô biên sát độ của chư Phật, hợp pháp giới y chánh trang nghiêm đầy trước mắt, mà không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước. Hơn nữa còn liễu liễu phân minh. Giống như cái gì? Giống như chúng ta xem tivi vậy. Những tiết mục trong tivi có phải là sát na sanh diệt hay không? Trong lượng tử lực học nói, nghĩa là ánh sáng cực kỳ di tệ, sát na sanh diệt, hợp thành hiện tượng này. Phải dùng lượng tử. Chúng ta nói dùng khoa học cũng được, dùng ánh mắt lượng tử khoa học để xem tivi. Nó chính là từng tia ánh sáng liên tục. Liên tục không thể gọi là tương tục. Tương tục là trước và sau hoàn toàn tương đồng. Còn ở đây mỗi điểm sáng đều không tương đồng. Cho nên nó là tướng liên tục, chứ không phải là tướng tương tục. Tướng liên tục này trên thực tế là không vô sở hữu. Nó sanh diệt quá nhanh, hốt sanh hốt diệt. Sanh diệt không ngừng là hiện tượng như vậy. Cho nên trong hiện tượng này, giống như trong kinh Bát Nhã, Đức Thế Tôn đã nói,
nhất thiết pháp, chư Phật Như Lai nhất thiết pháp, vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc. Đó gọi là tùy thuận nhận. Người này ở trong tất cả pháp, nghĩa là trong tất cả mọi hiện tượng, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, được tùy thuận nhận. Đây là người chứng ngộ. Chúng ta nói đó là Pháp Thân Bồ Tát. Vị này ở trong tất cả các hiện tượng đã có thái độ như thế, tuyệt đối chính xác. Chẳng phải vị này không thấy rõ, chẳng phải là không nghe rõ, mà thấy rõ ràng, nghe rõ ràng. Đó gọi là Như Lai. Người này chính là Như Lai. Ngài sanh trí huệ, không sanh phiền não, không khởi tâm, không động niệm. Sanh trí huệ gì? Sanh căn bản trí. Trong kinh Bát Nhã nói, Bát Nhã vô tri, đó là căn bản trí. Không khởi tâm, không động niệm là căn bản trí. Khởi tác dụng là có người đến thịnh giáo với vị này. Vị này giảng giải cho họ, đó là vô sở bất tri. Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Cho nên Ngài ứng hóa trong thập pháp giới. Khi đối diện với những kẻ phàm phu thì Ngài vô sở bất tri. Khi không đối diện với những kẻ phàm phu này thì Ngài là vô tri. Vô tri và vô sở bất tri là một, chẳng phải hai. Ý này rất sâu. Vô tri là gì vậy? Vô tri là ẩn. Vô sở bất tri là hiện. Ẩn hiện bất đồng. Khi đối mặt với chúng sanh là duyên, khi không còn duyên thì ẩn không hiện nữa. Khi gặp được duyên thì từ chỗ ẩn hiển lộ ra. Hiển lộ ra rồi thì vô sở bất tri. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp không có một pháp nào ra khỏi tự tánh. Cho nên người kiến tánh đã khế nhập được cảnh giới này. Mục đích học Phật cuối cùng không gì khác ngoài việc dạy bạn minh tâm kiến tánh. Chư Phật Như Lai không hề có chút tơ hào tâm đố kỵ, không hề có mãi may tâm chướng ngại bạn, đều hy vọng bạn mau chóng quay trở lại tự tánh. Những điều chúng ta chứng đắc hoàn toàn tương đồng. Trong chứng phần của cổ Phật chẳng có một chút gì tăng. Ở chỗ người sơ chứng nhập cảnh giới cũng không thiếu một tí nào, không tăng không giảm, không sanh không diệt. Được tùy thuận nhận. Tuy chúng ta chưa chứng được, ngày nay chúng ta từ trong thánh giáo
của chư Phật Bồ Tát nghe rõ ràng mà hiểu được. Cho nên cần học chư Phật Bồ Tát trong tất cả mọi cảnh giới, chúng ta đều có thể tùy thuận. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta rằng hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Vì sao phải hằng thuận? Vì sao phải tùy hỷ? Vì biết được tất cả pháp vô sở bất tri, tất cánh không bất khả đắc. Sự tùy thuận này của bạn là tự nhiên. Thuật ngữ trong đạo Phật gọi là pháp nhĩ như thị. Pháp vốn là như vậy mà. Tự tại tùy duyên. Tự tại từ trong duyên mà thấy được. Tùy duyên từ trong tự tại mà thấy được. Nói cách khác, không thể tùy duyên thì làm cách nào cũng không thể được tự tại, bị phiền não ràng buộc. Người thật sự tự tại thì chắc chắn là tùy duyên. Từ chỗ này có thể quan sát người đó ngộ nhập cảnh giới sâu cạn có khác nhau. Có thể thấy được công phu tu chứng của vị này. Hàng người khác nữa là hoặc nhập sơ địa, xả thân về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận Phật A Di Đà, đó là nhân duyên đặc biệt. Kỳ thật là Bồ Tát. Biết được pháp môn Tịnh Độ cũng phải nhờ vào nhân duyên. Nếu không có nhân duyên, kỳ thật có rất nhiều Bồ Tát không nghĩ ra việc này. Không có duyên mà. Nếu có người nhắc họ, họ sẽ học nhanh hơn chúng ta. Vì sao vậy? Vì họ có định lực. Ở trong thiền định không có khái niệm về thời gian và không gian. Cho nên chỉ cần có người nhắc nhở, vị này lập tức thấy được thế giới Cực Lạc. Tuy nhiên thập phương chư Phật nỗ lực hoằng dương tịnh độ, nhưng vẫn có rất nhiều vị Bồ Tát không tin. Đương nhiên những vị Bồ Tát không tin này là các vị trước sơ địa. Tuy đã đoạn được phân biệt chấp trước, nhưng tập khí phân biệt chấp trước vẫn còn. Nhập vào sơ địa thì tập khí mới đoạn. Thấy được Phật A Di Đà, thấy được thế giới Cực Lạc. Chỗ này là nơi thích hợp nhất cho việc tu hành chứng quả. Đến nơi đó không gì khác ngoài việc tu hành chứng quả, khế nhập vào cảnh giới của chư Phật. Vì việc này mà đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở đó tu hành thành tựu, nghĩa là đại triệt đại ngộ,
minh tâm kiến tánh. Ở thế giới này của chúng ta tu tập cũng được, cũng có thể vào được cảnh giới này. Tuy cũng là khai ngộ như nhau, nhưng trong cảnh giới khai ngộ vẫn có chỗ khác nhau. Đại thể tương đồng, nhưng nhìn kỹ thì còn có chỗ sai biệt. Đây chính là 41 cấp bậc trong Kinh Hoa Nghiêm, không tính thập tính ở trước, bắt đầu tính từ sơ trụ. Tiêu trừ những cấp bậc này, trở về chỗ cứu cánh đại viên mãn, phải tốn thời gian ở thế giới cực lạc không lâu. Còn ở quốc độ của chư Phật thì phải dùng thời gian tương đối lâu. Thế giới cực lạc là thu nhỏ lại của đại phước độ, cho nên nói ở đó là môi trường tốt để tu học. Họ đi rồi. Ý nghĩa này chúng ta phải hiểu. Chúng ta phải nghiêm chỉnh nỗ lực học tập. Trong cuộc sống hàng ngày phải học hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Dưới đây lão cư sĩ dẫn chứng Di Đà Sớ Sao của đại sư Liên Trì. Trong Sớ Sao nói: cố trì niệm Phật, Bồ Tát chi phụ, sanh dục pháp thân, nại chi thập địa thủy chung, bất ly niệm Phật, hà đắc sư tâm tự túc, bất nguyện giảng sanh, khả kiến tịnh độ pháp môn, chánh khí Bồ Tát chi cơ. Nói pháp môn niệm Phật là cha của Bồ Tát, đây là ví dụ. Ví dụ điều gì? Ví dụ bạn có thể chứng được pháp thân. Thực tế mà nói, pháp thân dụng sẵn có, pháp thân bất sanh bất diệt. Pháp thân chính là thường tịch quang mà pháp môn tịnh độ đề cập đến. Chân như bổn tánh, bổn tánh của chúng ta mê rồi, tuy có đó, thực tế mà nói nó chưa từng bỏ chúng ta, chỉ vì chúng ta không nhận ra nó thôi. Pháp thân, pháp thân là pháp tánh của tất cả pháp. Pháp thân tuy là đứng về mặt tướng mà nói, tánh tướng là một, chẳng phải hai. Cái gì là tánh? Tướng là tánh. Cái gì là tướng? Tánh là tướng. Tánh tướng nhất như, tánh tướng bất nhị. Đó là bạn thật sự thấy được, thật sự hiểu rõ được. Sanh diệt là tướng. Bất sanh bất diệt là tánh. Sanh diệt và không sanh diệt hợp lại là một.
không thể tách rời. Cho nên sanh diệt vĩnh viễn không gián đoạn. Nguyên nhân vì sao vậy? Vì tánh bất sanh bất diệt thì làm sao có gián đoạn được. Chỉ cần ly tướng, ly ở đây là không chấp trước tướng, không phân biệt. Ở trên tướng không khởi tâm động niệm thì gọi là ly tướng. Ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Chỉ cần bạn không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm, thì tất cả vạn pháp, chẳng pháp nào không phải là tự tánh. Lúc này cảnh giới tâm hiện thực biến, bạn hoàn toàn thấy được. Sớ sao dùng pháp môn niệm Phật, dùng pháp môn này phục hồi tự tánh. Bởi vì bạn vốn là Phật, bây giờ lại niệm Phật. Vốn là Phật là nhân, bây giờ niệm Phật là duyên. Nhân gặp được duyên thì quả báo sẽ hiện tiền. Quả báo này nghĩa là bạn nhập cảnh giới Phật. Cho nên lấy niệm Phật ví dụ cho cha mẹ, có thể sanh ra pháp thân. Đây là dùng ví dụ mà nói. Dưới đây nói: nại chí thập địa thủy chung bất ly niệm Phật. Bồ Tát tu tập, tu đến giai đoạn cao nhất, giống như chúng ta đi học, học đến nghiên cứu sở, học lên tiến sĩ. Ở giai đoạn này tu cái gì đây? Toàn bộ là tu pháp môn niệm Phật. Thủy là sơ địa, chung là thập địa. Từ thủy đến chung không rời niệm Phật. Chúng ta coi thiện tài đồng tử ngũ thập tam tham, thập địa thủy chung không rời niệm Phật, chính là nói về ngũ thập tam tham. Vị thiện tri thức đầu tiên mà thiện tài đồng tử tham vấn là kiết tường dân tỳ kheo. Chúng ta thấy trong tứ thập hoa nghiêm, kiết tường dân tỳ kheo là địa vị nào? Ngài là sơ trụ của viên giáo, là sơ địa của biệt giáo. Ngài tu pháp môn niệm Phật, Ngài tu Ban Châu Tam Muội, chuyên niệm Phật A Di Đà cầu sanh thế giới Cực Lạc. Thập địa là pháp dân địa, trong kinh Hoa Nghiêm giảng lại càng cao hơn, giảng đến đẳng giác cao hơn một tầng so với thập địa. Đến ngũ thập tam tham, thiện tài đồng tử tham vấn với Bồ Tát Phổ Hiền. Thập đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền quy về Cực Lạc là chung. Kiết tường dân tỳ kheo là thủy, thiện tài đồng tử ngũ thập tam tham, chuyên niệm Phật A Di Đà.
không sai chút nào. Trong đó tuy phải trải qua năm 51 tầng lớp quán học đa văn, mục đích là gì? Mục đích là khai hậu đắc trí. Hậu đắc trí là gì? Là vô sở bất tri. Ngài đi tham vấn, tham học khắp nơi, khắp nơi quan sát, khảo sát, học tập, vô sở bất tri. Đã làm để cho chúng ta thấy vô tri và vô sở bất tri cùng một lúc, cùng một nơi thực hiện. Cái này hay quá. Vì sao có thể cùng một lúc, cùng một nơi vậy? Vì tướng có tánh không, có là huyễn có, không là chân không, nó không chướng ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cảnh giới này ở đâu vậy? Ở ngay trước mặt chúng ta. Vì sao chúng ta không biết được? Vì chúng ta mê. Làm sao lại mê? Vì bạn có tự tư tự lợi, bạn có ngã kiến, bạn có ngã chấp, có pháp chấp, có phân biệt, có vọng tưởng. Chính là ngay đây. Chỉ tiếc bạn không thấy được. Sau khi đại triệt đại ngộ, người ta hỏi bạn, bạn vẫn như thế, không thay đổi chút nào. Khi chưa ngộ là như vậy. Ngộ rồi cũng vẫn là như vậy. Khi chưa ngộ, trong thiền tông có một công án. Đó là một câu chuyện nhỏ, rất có ý nghĩa. Khi chưa ngộ, thấy núi là núi, thấy nước là nước. Trong quá trình tu học, công phu có tiến bộ, thì thấy núi chẳng phải là núi, thấy nước chẳng phải là nước. Sau khi đại triệt đại ngộ thì thấy núi vẫn là núi, thấy nước vẫn là nước. Ba giai đoạn tu tập nói lên trước khi chưa ngộ mê mà không giác. Trong quá trình tu tập giác mà không mê, nhưng mà không tròn, lệch qua một bên. Thật sự giác ngộ rồi thì mê giác không hai. Mê ngộ là một, là một việc. Người giác ngộ hiểu rõ chân tướng sự thật, kẻ mê hoặc thì không biết được. Cũng sống qua một đời.
giác không phải là việc khó. Chỉ cần chịu buông bỏ một chút thì trí huệ sẽ mở ra một chút. Chưa chứng được viên giác khi vẫn còn tạo nghiệp. Vì sao vậy? Vì còn tập khí. Tập khí phiền não vẫn khởi tác dụng, cho nên vẫn còn tạo nghiệp. Tuy tạo nghiệp, tuy chịu quả báo, nhưng giác ngộ nhanh hơn người khác. Tuy thọ quả báo, nhưng giác ngộ rồi thì có thể chuyển đổi được. Chỉ cần chuyển mê thành ngộ, trong môi trường thực tế, bạn có thể chuyển khổ thành vui. Ngày nay chúng ta nói người này có thể hóa giải được tai nạn. Nếu là mê thì bạn phải chịu tai nạn. Sau khi giác ngộ thì có thể hóa giải được tai nạn. Triệt để giác ngộ thì tai nạn không còn nữa. Đó chính là cảnh giới không tương đồng. Cho nên pháp môn không gì sánh bằng là niệm Phật. Ở đây nói về pháp môn 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Pháp môn nào là số 1? Pháp môn niệm Phật. Hơn nữa cho chúng ta biết là trì danh niệm Phật là số 1 trong số 1. Bạn không thâm nhập thì không hiểu được. Sau khi thâm nhập mới hiểu được. Pháp môn này vô cùng thù thắng. Chúng ta cũng học, học nhiều năm như thế, nhưng chẳng có hiệu quả gì. Nguyên nhân vì sao vậy? Vì bạn không biết niệm. Vì sao người khác có hiệu quả mà bạn lại không có? Tối hôm qua có một bạn đưa cho tôi xem một cái đĩa Lưu Tố Vân giảng. Khi cô ấy giảng đĩa đó là 62 tuổi. Năm nay cô ấy 66 tuổi, giảng 4 năm về trước. Cô ấy đi ra nơi đâu cũng tuyên dương pháp môn Tịnh Độ, nói lên tâm đắc trong việc tu tập của mình. Điều này cho thấy cô ấy biết niệm. Cô ấy báo cáo với mọi người, cuộc đời mình chỉ có một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu A Di Đà Phật 4 chữ này thôi. Cô ấy tin mình chắc chắn sẽ sanh về Tịnh Độ, không có niệm thứ hai. Cô ấy không nghĩ gì hết. Hiền kinh vạn luận, vô lượng pháp môn, cô ấy không đụng đến. Cô ấy tri túc thường là những thứ tôi có quá đủ rồi, những thứ khác tôi không cần, không có tâm tham. Cho nên thời gian học Phật không dài, công phu không sâu, kinh luận biết được rất ít. Nhưng mà khi giảng giải với mọi người thì rõ ràng mạch lạc, thao thao bất tuyệt, có thể liên tục giảng 7-8 tiếng đồng hồ. Đó là gì vậy? Là cô ấy biết niệm.
Chúng ta ngày nay thì sao? Chúng ta ngày nay không biết niệm, tâm không chuyên, ý không kiên quyết, lòng tên mơ hồ, không rõ ràng. Người ta thật là chân tịnh thiết nguyện, nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Cô ấy đi con đường này thời gian không lâu, bạn xem cô ấy giảng giải rõ ràng mạch lạc. Cô ấy thực hành công phu thiết thực. Đó là một người học Phật, là một tấm gương tốt. Sau đây là câu cảm thán của Đại sư Liên Trì: hà đắc sơ tâm tự túc, bất nguyên giảng sanh. Chỉ cần bạn giảng sanh là bạn chứng đắc được đại viên mãn. Cho nên thật sự chọn được pháp môn này, giữ vững không bỏ, người này không phải là bậc thượng thượng căn thì ai là bậc thượng thượng căn đây? Trong đoạn dài này, cổ đức nói có ba loại. Ba loại này cuối cùng đây là chuyên tiếp thượng căn, bàn cặp trung hạ, chính là nghĩa này. Chuyên tiếp thượng căn, thế nào là thượng thượng căn? Là năng tính, năng giải, năng nguyện, năng hành. Tính giải nguyện hành đều đạt được hết thì người này chính là bậc thượng căn. Chúng ta học đoạn kế tiếp: do thượng khả kiến, trì danh niệm Phật, nải quả giác nhân tâm chi pháp. Học Phật cũng không tách rời nhân quả. Nhân tâm quả giác. Nhưng mà pháp môn này rất đặc biệt. Danh hiệu Di Đà là quả giác. Chúng ta dùng quả giác làm nhân tâm. Pháp môn này thù thắng kỳ đặc, không gì sánh bằng. Nói cách khác, pháp môn này bắt đầu tu từ quả. Vừa hạ thủ là tương ưng với quả giác. Cho nên nói, chỉ có Phật với Phật mới có thể cứu cánh thể dụng. Cứu cánh là viên mãn, không hề khiếm khuyết một tơ hào nào hết. Chỉ có Phật mới biết được. Phật ở đây không phải Phật trong thập pháp giới. Mà là Phật chứng được cứu cánh viên mãn pháp thân. Các ngài hiểu một cách triệt để.
Trong kinh Hoa Nghiêm nói, ít nhất là bát địa trở lên có thể cứu cánh thể dục. Từ đó cho thấy không ra khỏi thập pháp giới thì không thấy được. Thị pháp vô thượng thâm diệu, quảng thâm như hải, một kỳ trung giả, hạ căn nhân thiện du hải tân, diệt tức thân tại đại hải, bến trắc hải thủy dược chi lạc. Ví dụ này hay quá. Dùng nước biển tắm để làm ví dụ. Pháp môn trì danh niệm Phật thật sự sâu rộng như biển, chỉ có Phật và Phật mới có thể cứu cánh. Một kỳ trung giả, bậc hạ căn bơi lội ở đâu? Bơi lội ven bờ biển, nước không sâu, nhưng cũng là tắm biển. Điều này ví dụ cho cái gì? Phàm thánh đồng cư độ ở thế giới cực lạc, Phật báo trang nghiêm độ được dĩ cho biển sâu. Phàm thánh đồng cư độ là gian biển, cùng chung một biển lớn. Bạn có thể đạt được sự vui trong cảnh giới quả địa của chư Phật Như Lai. Đó chính là bạn đã đạt đến thế giới cực lạc. Bạn chính là Bồ Tát A Duy Diệt Trí. Có phải chính bản thân mình chứng được không? Không phải. Cách ly cảnh giới của mình rất rất xa. Bản thân một phẩm phiền não cũng không đoạn. Phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh, cũng có thể được hưởng thụ sự tiếp đón giống như Bồ Tát A Duy Diệt Trí, cấp bậc như thế, nhận sự tiếp đón như vậy. Ở chỗ này là ví dụ cho việc đó. Bạn không thể tưởng tượng được đâu. Nhược dục thâm cùng kỳ đệ, tác duy lại thượng căn lợi trí chi sĩ. Bạn muốn đem thế giới cực lạc, cảnh giới của Di Đà Như Lai, và sự thiện xảo của Di Đà Như Lai tiếp dẫn các loài chúng sanh căn tánh bất động về thế giới cực lạc bình đẳng thành tựu. Hiện tượng này đạo lý này thì phải cần thượng căn lợi trí. Thượng căn lợi trí chỉ cho ai vậy? Chỉ cho chư Phật Như Lai. Chỉ có các ngài mới thật sự biết được.
các ngài lặn xuống nước. Phải là nhân viên này mới có thể lặn xuống đáy biển. Các ngài biết được tình hình dưới đáy biển. Người không có công phu này thì không làm được. Cố Vân chuyên tiếp thượng căn, bàn cập trung hạ. Cho nên bậc cổ đức có cái nhìn như vậy. Dĩ thượng ất bính lượng thuyết, văn dị chỉ đồng. Đây là đoạn thứ hai và đoạn thứ ba. Đoạn thứ nhất không nói. Đoạn thứ nhất nói bậc thượng thượng căn, đó là tứ địa trở lên. Trung thượng cũng phải là các vị Bồ Tát mới quá phần A-la-hán, Bích Chi Phật trở lên. Phàm phu không có phần. Đoạn thứ hai và đoạn thứ ba nói về tứ độ tam bối cửu phẩm. Phàm phu đều có phần. Thế nên thế giới Cực Lạc mới thù thắng. Ở sát na của chư Phật trong mười phương tìm không ra. Đoạn thứ hai nói bổn di phàm phu, kim di thánh nhân. Đoạn thứ ba nói chuyên tiếp thượng căn, bàn cặp trung hạ. Thượng căn ở đây và thượng căn ở đoạn trước ý nghĩa không giống nhau. Thượng căn ở đây là chân tín vừa mới giảng, thật sự có thể lý giải, thật sự phát nguyện, thật tu. Hạng người này chính là bậc thượng thượng căn. Họ không phải là Bồ Tát, họ là phàm phu. Họ đầy đủ bốn điều kiện này, tu hành như lý như pháp. Họ có thể về thật báo trang nghiêm độ. Thì mới phù hợp với đại nguyện độ sanh của Di Đà. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh vốn là Phật, chỉ do nó mê. Nó giác ngộ rồi, giác ngộ triệt để rồi thì nó là Phật. Cho nên hai đoạn ất và bính, văn tự hình như có khác, nhưng ý nghĩa thì tương đồng. Khá từ lô sơn, hoành kháng thành lãnh, trắc kháng thành phong. Hiện tướng hữu sai, bổn thể thị nhất. Ở đây lấy Lô Sơn làm ví dụ rất hay. Vì sao vậy? Vì Tịnh Tông ở Trung Quốc khơi nguồn từ Lô Sơn. Sơ tổ của Tịnh Tông Trung Quốc là Huệ Diễn Đại Sư. Ngài vào thời Đông Tấn kiến lập niệm Phật đường ở Lô Sơn, tên là Đông Lâm Niệm Phật Đường. Đây là tổ đình của Tịnh Độ Tông. Tôi vẫn chưa đi tới Lô Sơn. Trong thơ của người xưa có tán thán như thế.
Hoành kháng thành lãnh, trắc kháng thành phong. Ý là như vậy. Cố lưỡng thuyết văn tự tuy dị, đảng tất dài xiển minh lưỡng độ đạo sư. Bi trí vô lượng, phước huệ song viên. Sau đây hai cách nói này nhấn mạnh sự thù thắng khó sánh của tịnh tâm, nói lên lưỡng độ đạo sư. Đạo sư của thế giới Tây Phương Cực Lạc là Phật A Di Đà. Đạo sư của thế giới Ta Bà chúng ta đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bi trí vô lượng, phước huệ song viên.
Phật. Amida.